Chiều ngày 24 tháng 6, các cơ quan đoàn thể tổ chức người dân đã đến trạm y tế phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để trao hỗ trợ cho thân nhân ba cháu nhỏ tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà tại Đà Lạt. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt hỗ trợ 54 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân phường 7 thành phố Đà Lạt hỗ trợ 15 triệu đồng, Tổ dân phố Thánh Mẫu phường 7 thành phố Đà Lạt hỗ trợ 210,7 triệu đồng, Câu lạc bộ Phước Thiện 18,6 triệu đồng. Ngoài ra, còn có nhiều cá nhân trực tiếp đến hỗ trợ thân nhân ba cháu bé với tổng số tiền là 428,8 triệu đồng. Trong khi đó, chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công điện về việc khắc phục vụ cháy trên. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cũng yêu cầu công an tỉnh lâm đồng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan nếu có theo quy định của pháp luật Giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả thực chất các nội dung chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Trước đó, như đã thông tin khoảng 8 giờ 50 ngày 24 tháng 6 xảy ra một vụ cháy nhà dân tại số 92 đường Nguyên Phi Ỉ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba cháu bé tử vong. Ba cháu tử vong gồm VAM 1 tuổi Nam, VNBA 4 tuổi nữ và VAK 6 tuổi nam, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy do khi đi ra khỏi phòng, mẹ của ba cháu bé quên chưa tắt bếp ga dẫn đến cháy. Khoảng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 6 năm 2024, một vụ cháy nhà thương tâm xảy ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến ba cháu bé thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do mẹ của các cháu bé mở bếp ga rồi đi ra ngoài nhưng quên tắt bếp. Lãnh đạo công an thành phố Đà Lạt xác nhận vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan thuộc phường 7. Thông tin ban đầu, ba cháu bé thiệt mạng gồm một bé trai 1 tuổi, một bé gái 4 tuổi và một bé trai 6 tuổi được mẹ ở tỉnh Bình Thuận đưa lên thăm bà ngoại. Bà ngoại của các cháu bé đang giúp việc tại một gia đình trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan. Theo cơ quan chức năng, chiều tối ngày 23 tháng 6, bốn mẹ con người phụ nữ lên tới nhà trọ thăm bà ngoại và ở cùng người bà trong căn nhà mà bà ở nhờ phía sau nhà chính để đi làm thuê. Sáng ngày 24 tháng 6, người bà đi làm thuê cho vườn nhà người khác, con người mẹ của các cháu bé khóa cửa ngoài căn nhà gỗ phía sau để đi mua sữa cho các con. Trước lúc đi khỏi phòng, người mẹ bật bếp ga nấu đồ ăn cho các cháu, nhưng khi ra khỏi phòng thì quên tắt bếp. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, người nhà của chủ nhà nghe tiếng trẻ con khóc ở trong phòng của người bà và thấy lửa cháy từ đó nên đã chạy ra đập phá cửa nhưng không được. Sau đó người này khô khoán mọi người đến cứu hỏa nhưng do lửa cháy lớn nên không dập được. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh dùng vòi nước và bình chữa cháy mini dập lửa. Ngay khi nhận được tin, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng điều 4 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và khống chế đám cháy lan ra các nhà xung quanh ông Nguyễn Thái Học, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng cùng ông Nguyễn Ngọc Phúc, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Đặng Quang Tú, chủ tịch thành phố Đà Lạt và lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ cháy. Quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng sau lãnh đạo thành phố Đà Lạt xác định rõ nhân thân gia cảnh của ba cháu bé để kịp thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu. Hiện công an thành phố Đà Lạt và công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khi xảy ra cháy ông tqk năm mươi hai tuổi em của chủ nhà nghe tiếng trẻ con khóc và thấy lửa cháy từ phòng bà tâm ông ca đã chạy đến đập cửa phòng bà tâm nhưng không được liền hô hoán cho mọi người đến cứu hỏa như đã đưa tin, chiều tối 23 tháng 6, chị DTT, 30 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, được các con lên thăm bà ngoại, bà Tâm, đang giúp việc tại một gia đình trên đường Nguyên Phi ỉ Lan và ở lại qua đêm. Sáng 24 tháng 6, chị T ở nhà nấu ăn sáng cho các cháu, sau đó để ba con nhỏ ở trong phòng và khóa cửa phòng đi ra ngoài mua sữa. Trước lúc đi ra ngoài, chị T bật bếp ga nấu đồ ăn nhưng quên tắt bếp gây ra vụ hỏa hoạn. Đến khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, ông TQK Quy Ca, 52 tuổi, em của chủ nhà, nghe tiếng trẻ con khóc và thấy lửa cháy từ phòng bà Tâm. Ông Ca đã chạy đến đập phá cửa phòng bà Tâm nhưng không được, liền hô khoán cho mọi người đến cứu hỏa. Người dân địa phương đã dùng vòi nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành vì lửa bùng phát mạnh. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Lâm Đồng điều 4 xe chuyên dụng cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng nỗ lực dập lửa, không chế đám cháy, không để cháy lan sang các nhà xung quanh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Thái Khẩu, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, khám nghiệm và chỉ đạo các hoạt động điều tra và thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Vụ cháy nhà trong ngõ sâu trên đường Nguyên Phi Ỉ Lan, tổ dân phố Thanh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, sáng 24 tháng 6 khiến ba trẻ nhỏ là anh em ruột tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là các em, Vòng Anh Khoa, 6 tuổi, Vòng Ngọc Bảo An, 4 tuổi và Vòng Minh Anh, 1 tuổi. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do mẹ của các cháu bé mở bếp ga rồi đi ra ngoài nhưng quên tắt bếp. Sự bất cần này đã khiến lửa bùng lên dẫn đến vụ khỏa khoản thương tâm. Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Lạt, chiều 23 tháng 6, con gái bà Nguyễn Thị Tâm, 52 tuổi, là chị Đậu Thị Tú, 29 tuổi, thường trú ở huyện Diễn Châu, Nghệ An, dẫn các con gồm Vòng Anh Khoa, Vòng Ngọc Bảo An, Vòng Minh Anh đến thăm bà ngoại và ở cùng bà Tâm trong căn nhà bà ở nhờ phía sau nhà chính để đi làm thuê. Vào sáng ngày 24 tháng 6, bà Tâm đi làm thuê cho vườn nhà người khác, chị Tú ở nhà nấu ăn sáng cho các cháu nhỏ và để ba con nhỏ ở trong phòng, sau đó khóa cửa phòng để đi ra ngoài mua sữa. Trước lúc đi khỏi phòng, chị Tú bật bếp ga nấu đồ ăn cho các cháu, nhưng khi ra khỏi phòng thì quên tắt bếp. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, người nhà của chủ nhà nghe tiếng trẻ con khóc ở phòng bà Tâm và thấy lửa cháy từ đó nên đã chạy ra đập phá cửa nhưng không được sau đó người nhà chủ nhà khô khoán mọi người đến cứu hỏa nhưng do lửa cháy lớn nên không dập được. Ngay sau khi xảy ra sự việc, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, khám nghiệm, chỉ đạo các hoạt động điều tra và thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã hỗ trợ mỗi cháu tử vong số tiền 18 triệu đồng. Khoảng 10 giờ 10 ngày 24 tháng 6, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại một nhà trọ nằm trong ngọn sâu trên đường Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, làm ba cháu bé bị kẹt trong nhà tử vong. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, tuy nhiên không thể cứu được ba em nhỏ. Ba cháu tử vong là con của chị Đỗ Thị Tú, sinh năm 1994, và anh Vòng Anh Khoa, sinh năm 1994, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận. Ba cháu bé tử vong gồm một bé gái 9 tháng tuổi, hai bé trai 4 tuổi và 6 tuổi. Thông tin ban đầu, ba cháu bé thiệt mạng gồm một bé trai 1 tuổi, một bé gái 4 tuổi và một bé trai 6 tuổi, được mẹ ở tỉnh Bình Thuận đưa lên thăm bà ngoại. Bà ngoại của các cháu bé đang giúp việc tại một gia đình trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan. Theo cơ quan chức năng, chiều tối ngày 23 tháng 6, bốn mẹ con người phụ nữ lên tới nhà trọ thăm bà ngoại và ở cùng người bà trong căn nhà mà bà ở nhờ, phía sau nhà chính để đi làm thuê. Sáng ngày 24 tháng 6, chị Tú khóa cửa căn nhà gỗ nằm phía sau địa chỉ trên để đi mua sữa cho con thì bất ngờ hỏa hoạn xảy ra. Nhiều đồ đạc trong nhà bị lửa bén cháy xém hư hỏng. Tại hiện trường, ngôi nhà bị thiêu rụi cho bụi bám khắp nơi. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do mẹ của các cháu bé mở bếp ga rồi đi ra ngoài nhưng quên tắt bếp, sự bất cần này đã khiến ngọn lửa bùng lên dẫn đến hỏa hoạn thương tâm. Nhiều người dân tập trung bên ngoài hiện trường vụ cháy khiến ba cháu nhỏ tử vong thương tâm. Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng khiến ba cháu bé tử vong, hiện công an thành phố Đà Lạt và công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường của vụ cháy ở Đà Lạt, nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị thiêu rụi, mái tôn của ngôi nhà bị bung lên. Người dân xung quanh vẫn tập trung đông tại khu vực và nhiều người cho biết rất đau xót khi vụ cháy khiến ba cháu bé tử vong thương tâm. Anh Nguyễn Văn Ái, một trong số những người dân tham gia giải cứu các cháu bé cho biết, anh sống căn nhà sát bên, thời điểm xảy ra vụ cháy, anh đang làm việc ở nhà, thì nghe thấy tiếng trẻ em la hét nên chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, thì phát hiện ngọn lửa đang bốc lên. Nhân chứng, tôi cùng một người anh nữa nghe tiếng la hét của các cháu bé nên chạy đến đám cháy lửa cháy quá lớn xung quanh lại không thể dẫn nước nên không thể dập lửa mọi thứ diễn ra quá nhanh anh cho biết thêm lúc anh chạy sang khu vực vụ cháy thì cửa ngoài bị khóa nên không tiếp cận được vào bên trong luôn anh và một số người sau đó vội vàng dùng nước phun vào trong nhưng nước quá yếu nên không thể dập được ngọn lửa ít phút sau thì anh không còn nghe tiếng la hét của các cháu nữa Trưởng ban chỉ huy quân sự phường 7 cho biết, ngọn lửa tại căn nhà bùng lên dữ dội và chỉ đến khi xe cứu hỏa của cảnh sát tới mới hoàn toàn không chế đám cháy. Trưởng ban chỉ huy quân sự phường 7, trong khoảng 15 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, nạn nhân là ba cháu bé gồm 1 tuổi, 4 tuổi và 6 tuổi. Ngay trong đầu giờ chiều cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, địa phương đã hỗ trợ mỗi cháu bị tử vong số tiền 18 triệu đồng để gia đình lo hậu sự. Công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.